phân công cho các thành viên trong nhóm để là tiến hóa thì thế thì trao đổi thì các em nên tập như này này là lấy ví dụ về một cái đặc điểm chung của thực vật thôi, còn động vật nó hơi khó là nắm, các em hơi khó tìm đấy, các đối tượng khác khó tìm cho thực vật. Đặc điểm chung của thực vật đó là gì? Có thể là rễ, em ghi chi tiết đây, một trong ba đặc điểm đó thôi, nó đơn giản thôi: rễ, lá, thân. Thân thì bao gồm cả cành nhé các em. Hoa đấy, rễ thì hơi khó, lúc đào dưới đất thôi em bỏ bỏ qua cái rễ luôn cũng được. À, ta làm ba cái đặc điểm chính đó là có thể nhóm thích chọn cái đặc điểm của lá, đặc điểm của thân hoặc đặc điểm của hoa đấy, của hoa. Và hình thức tập của các em như thế này: bước một đấy, một bước một thầy ghi hướng dẫn từng bước cụ thể luôn không cho dễ hiểu. Bước một là các em chọn một cái khu vực. Tất nhiên nếu mình làm thực vật thì khu vực đó có nhiều cây đó các em, chứ không thể chọn một cái bãi cát có vài ba cây thì các em làm nó khó hơn. Chọn một khu vực mà nó thuận lợi cho các em, đó là ở cái nơi các em đang sống đó. Đấy, gần nơi các em đang sống hay ở nơi các em đang sống, một cái khu vực nào đó, và chọn một cái đặc điểm. Đấy, đặc điểm để miêu tả. Xong rồi bắt đầu ta đi đi thu thập. Thu thập bằng cách như thế nào? Ví dụ như các cái đặc điểm của nó, ví dụ như lá, hay là ví dụ nghe lá. Lá thì các em ví dụ đến các cái loài cây trong đó, ví dụ các em ký hiệu thôi. 1 2 3 4 A B C D, A 1 A 2 A 3 rồi B 1 B 2 3 gì thì các em ký hiệu. Xong rồi miêu tả đặc điểm lá đó là gì. Ví dụ như A có đặc điểm lá như này, B có đặc điểm lá đã là như thế này, C đặc điểm lá như này. Ví dụ như A là lá có hình tròn mọc đều, B đấy là lá mọc cắt, lá mọc cắt có lá kèm, C là ví dụ như lá mọc đối không có lá kèm, D chẳng hạn lá dạng lông chim, một lần hai lần gì đó, thì đặc điểm thực vật như vậy ha, đúng không? Đối với cái hoa cũng tương tự như vậy, hoa tương tự như vậy đấy, các em cái hiểu A B C ở đây gì đó, hay A 1 A 2 A 3 4 A 5 gì đó thì miêu tả các cái đặc điểm hoa của nó đấy. Xong rồi trên cơ sở sau khi thống kê xong đấy, chụp hình cho bạn được cái càng tốt, thống kê xong bắt đầu ta phân tích đấy, và nhận dạng là trong cái nhóm đó thì quá trình tiến hóa nó có thể diễn ra như nào. Loài nào tiến hóa thấp nhất, loài nào tiến hóa cao nhất, loài nào là ở trung gian, qua cả cái bước như vậy. Và chứng minh và nêu ra quan điểm thì chứng minh vì sao, hay là giải thích thôi, nó phải chứng minh lượng các em chứng minh thì nó có hơi giải thích. Đấy, giải thích nó ra vì sao là cái đó là tiến hóa hơn cái A tiến hóa hơn cái B, cái B tiến hóa hơn cái C, giải thích như vậy. Giờ trong bài tiến hóa, ví dụ trong một đó có rất là nhiều cái vùng của em, ví dụ có rất là nhiều cái loài hoa của các loài cây khác nhau. Ừ, thì bây giờ mình quan sát là có mấy mấy đó, từ A1 từ 1 đến 10 chẳng hạn, mình số thứ tự từ 1 đến 10, thì bây giờ nó là loài cái hoa của cái số 9 á, cái loài số 9, tại vì thầy sợ là không có hướng dẫn, có thầy hết tiếng cùng ở đây thì thầy chỉ cho ví dụ như cái loài đó cụ thể là gì. Còn cái nào mà ta biết rồi thì ta có thể là ví dụ như ký hiệu A1 nhưng mà ta biết thì có thể mở đóng hoặc đứng ra đó là hoa gì, hoa lá hoa huyền hồng thì gì đó thì càng tốt, đúng không? Đấy, nó chứng minh là hoa hồng nó tiến hóa thấp hơn hoa lúa chẳng hạn thì chứng minh được ha, nó càng tốt. Đó là những cái chứng minh người ta trong một cái giảng như vậy. Thì bài tiến hóa mục tiêu ở đây là các nhóm thảo luận sao để nhận định cho được, là đánh giá được cái nào tiến hóa hơn. Đó là cái bài một nha, bài một. Bài một các cái nhóm đã hiểu chưa, các nhóm trưởng ạ? Có nhóm này chưa rõ thầy cần phải giải thích thêm cái gì ạ? Nếu không có gì ta xong bài một cái thôi. Qua bài thứ hai, bài thứ hai thì sau các cái kỹ thuật di truyền thì các em sẽ được học trong cái môn kỹ thuật di truyền, nhưng mà thôi trong cái này thì thầy cũng cho các em làm quen một cái phương pháp luôn, xem như là đa dạng truyền. Bài thứ hai là đa dạng di truyền, thì bài này là rất đơn giản. Đó là cho ví dụ, lấy một cái đối tượng nào đó, hay là cho ví dụ về một giống vật nuôi hoặc cây trồng.
về một cái động vật nuôi hoặc cây trồng, và tìm hiểu đa dạng di truyền kèm với miêu tả của nó. Ví dụ ta cho cái giống lúa thì ở cái địa phương của các em á, ở địa phương các em thôi, tại vì các em nhìn thấy được, các em quan sát được á, người ta trồng những cái giống nào chẳng hạn. Đấy, trong cái lúa thân cao thân thấp thì nó khác nhau giống A giống B, cái lúa nó hạt to hạt nhỏ ha, thì như thế nào, cái lúa nào ngắn ngày, lúa nào dài ngày, lúa nào chịu phèn chịu mặn gì đó, gồm cả các chủng khác nhau như nào. Hay tương tự loài gà, nó có mấy loài gà cảnh gì đó, hay là em nào tìm giống lợn thì ở đó nó có mấy cái giống lợn gì đấy, thế thôi. Đó là cái em thống kê lại và miêu tả đặc điểm của nó là trong cái chứng minh xem có đa dạng di truyền hay không, nên có sự đa dạng di truyền cao hay thấp, ví dụ có hai giống thân cao và năm bảy giống tốt đó. Nó như vậy để các em đánh giá mức độ di truyền ở địa phương em thôi, để các em có cái hình dung đấy. Bài thứ hai là như thế. Bài thứ ba, bài thứ ba là đa dạng loài, nhưng mà thôi để bài thứ ba thứ đa dạng loài thầy hướng dẫn sau. Bài thứ ba là đa dạng hệ sinh thái. Các nhóm trưởng cần chú ý là ghi chép đồng hoàng nha, đa dạng hệ sinh thái. Hệ sinh thái thì ta còn quan sát một cái khu vực, hay nói cách khác là chọn một cái khu vực đấy, khu vực. Và tất nhiên khi nói đến đa dạng hệ sinh thái thì khu vực nó rộng lớn xíu, ta có thể chọn một cái hồ, hay là một cái giếng, hay là một cái vùng đất, một cái bầu nào đó thì nó cũng tốt thôi, nhưng mà nó phải chung chung, nó nhiều đa dạng hệ sinh thái lên và quan sát trong đó thì có những cái hệ sinh thái nào đấy, chọn một cái khu vực. Sau đó các em sẽ quan sát ở trong cái khu vực đó có những cái hệ sinh thái nào. Sinh thái có thống kê rồi nha, hôm trước ta học rồi, có rừng nhiệt đới đúng không, có rặng san hô đấy, có đồng cỏ, có sa van, có vùng đất ngập nước, vân vân, nhiều cái hồ, hay là các thủy vực đó, thì các em từ miêu tả từng cụ thể trong vực đó. Đó là trong sau khi thống kê trong đó có những cái hệ sinh thái nào xong, thì các em sẽ làm một cái bước tiếp theo, đó là nếu cái nguyên nhân hình thành các cái hệ sinh thái đó, nguyên nhân thì mình theo cảm nhận, theo cảm quan, theo số liệu, theo cái gì biết ở đó, nữa ta biết được nguyên nhân vì sao nó có hệ sinh thái đó, dùng tạo thành cái vùng đầm lầy vân vân, tại vì đó nó là vòng cửa sống, nó có cái sóng đó nó chảy qua, nó hai bên bờ phù sa nữa, ôi đập, và khi mà hay là thủy triều nó lên chẳng hạn thì nó tạo thành cái vùng triều vân vân, tùy. Hay là có một cái khu vực nào đất trọng bị sỏi mòn do bị bom nổ gì đó, do như bạn chiến tranh đó nổ lên, nó tạo thành một cái hố sâu như vậy thì tạo thành một cái hồ, nên xung quanh đó bờ hồ là cũng xem như là một cái đa dạng sinh học ở đó, thì nguyên nhân hình thành cái đa dạng sinh học đó, nguyên nhân và diện thế nếu có, nếu nguyên nhân là chính nó có diện thế nếu có. Ví dụ như cái mà biết được là em đã sống ở đó lâu á, ví dụ trước đây thì nó là một cái hồ lớn, nhưng mà sau nguyên nhân sau đó là bị nắng hạn nó khô cạn đi, thì bây giờ nó không còn nhiều nữa, trở thành đục ngập nước. Dưới đây là dù trước đây là một cái hồ nó toàn nước không, người ta đào dùng gì đó mà sau bị bỏ hoang đi, thì bây giờ dần dần nó lấp đi thì nó thành một con một vùng trũng, thì nó tạo thành một cái khu ngập nước chẳng hạn như vậy. Thì đó là diễn biến để các em nắm bắt được, nhưng mà nếu nguyên nhân đấy, và một cái nữa thì thầy cũng nên theo dõi, đó là cái ý nghĩa hay là tác động đấy, nói hoặc là cái ý nghĩa của hệ sinh thái, vai trò của hệ sinh thái này nó có ý nghĩa gì trong khu vực đó. Vòng đồng bằng nó có một cái đồng bằng, một cái trạm gì đó là có xung quanh che bụi, ví dụ như ở cái vùng nông thôn mà, ví dụ như có những cái đồi cái coi gì đó xung quanh trồng lúa, rồi nó có bạn cây bụi rậm gì đó, hay là cái dứa cái đồ gì đó, thì đó là nơi nó chim di cư di trú về đó, là nơi ở của các cái loài động vật cái giáp xác vân vân, đó là mình gọi là cái ý nghĩa nó như thế. Cùng đâm đường nước thì nó những con chim nước nó là có cái mồi để ăn, nó tới đó kiếm ăn này, đấy thức ăn của cái gì đó chẳng hạn như vậy, một số cái rừng vân vân, thì đó là ý nghĩa của hệ sinh thái. Thì đó là ba cái bài đầu. Còn bài thứ tư, bài tư thì bài về đa dạng loài. Đa dạng loài thì các em làm phương pháp như này, lập ô, không nhất thiết phải ô tiêu chuẩn ha, lập ô theo là các em chọn một cái vị trí và lập một cái ô là 25 x 25 mét vuông,
25 nhân 25 mét đầu dây ra, hoặc là 15. Đấy, từ 15 đến 25. Đừng có làm lớn quá mà nhỏ quá thì nó cũng không đáng cái ô. Tôi cho phép là từ 10. 10 nhân 10 đến đến 25 nhân 25 cm. Đấy, là một cô. Ô thì nhiều hình khác nhau, hiểu sao nó đạt cái đó cũng được. Thầy nói 10 nhân 10 mà cả em cái hộp vùng nó cái ô đó nó để lập cái hình chữ nhật thì nó thuận tiện hơn, thì cả em có thể lập 6 10 hoặc là 6 10 mấy đó thì tùy. Nghĩa là nó lập một cái ô như vậy. Và ta đánh giá chỉ số đa dạng loài là theo Margalef, có chỉ số Margalef đấy. Trong cái bài giảng có thầy gửi cho em, có em là chưa có thể nhắc lại. Và cái đánh giá công thức của nó là S trừ 1 trên log N. Đấy. Nhóm ghi vào đi không lỡ quên như đấy, đánh giá S trừ 1 trên log N. Trong đó S S là số loài và N là số cá thể. Thì số loài là gì? Thì các em cứ đếm thôi. Đấy. Có thể là ví dụ như cả em hai loài mà nó gần gũi quá cẩn nhận ra thì cũng cho là hai cũng được, nên thầy nghĩ nó mới tính tập thôi. Ví dụ như có cái loài mà cái giữa mà cái trạng thái mà ví dụ cây nó nhỏ đang cây bụi nó khác mà nó có hình dạng hơn khác so với cây cao, mặc dù nó một loài thôi cả em phân biệt được thì cũng để thành hoa cũng được, và ta chỉ hiểu ABC gì đó cũng được. ABC cũng được. Đếm loài trước tiên ta cái trong việc chúng ta là lập cái ô, lập yếu ô xong bắt đầu ta đếm loài, ta vẽ một cái danh lục. Danh lục có số thứ tự nhé các em, số thứ tự cột đầu tiên là số thứ tự đấy, số thứ tự thì ra đánh 1 2 3 4 5. Cái cột thứ hai là tên khoa học, tên khoa học em nào biết biết nếu biết thì đưa vào cái tên khoa học vào, còn không thì là thay vào đó bằng một ký hiệu. Đấy, ký hiệu đó là ký hiệu, ví dụ lấy tên mình nó khỏe T1 T2, ví dụ tên Châu lấy C1 C2, tên Yên lại U1 U2 gì đó thuận tiện ha. Cái loại đầu tiên số 1 là ta ký hiệu là T1. T1. À, cái cột thứ ba đó là tên địa phương hay là tên thường gọi. Tên địa phương. À, tại vì thầy biết cột địa phương có thể cái tên khoa học cả em biết nhưng mà tên địa phương thì cả em biết có thể ghi vào. Còn không biết thì phải để trong. À, còn ở đây cái tên địa phương người ta có ký hiệu như thế đó. Tên khoa học, tên địa phương. Người ta không cần phải ký hiệu. À, tên địa phương thì cái nào biết ghi vào, cái nào không, tên nào không biết thì để trống, để trống. À, còn sau họ bổ gì có thể minh chú thêm một số cột sau, ví dụ như thêm cái giá trị sử dụng bây giờ cho nó quách thì cũng được. À, nếu biết ha thì có thể là ghi để cung cấp thêm thông tin thôi. Ừ, thông tin. Rồi tương tự cái hai đang làm như vậy ha, cái hai thì loài thứ hai. Đấy. Loài nhé, nhớ là loài nhé, cái danh lục này theo loài. Ví dụ ở trong đó có mấy cây ta chưa tính. À, nhưng mà nó có cái nhóm đó, có cây có cao có to, ví dụ có cái xoan chẳng hạn. Thì ta ghi là một. À, số thứ tự một, tên khoa học không biết thì ta ghi hiểu là T1, tên địa phương ghi là xoan. Rồi, qua loại thứ hai. Loại thứ hai tìm trong đó có gì ta cũng tương tự như vậy. Tương tự loại thứ ba, loại thứ bốn, loại thứ năm. Ta lập ra một cái danh lục như thế. À, bước tiếp theo ta phải đếm. Đếm cái số cây trong ô. Đấy, đếm số loài. Thì đếm số loài thì khi ta lập ra như vậy là có bao nhiêu loài, là ta đếm số loài thì như vậy là ta có được cái thông số là của Margalef, đó là S rồi đúng không, số loài ta có rồi. Bây giờ số cá thể. À, số cá thể là nghĩa là phải đếm hết trong ô đó, đếm hết trong ô đó. Và bây giờ một ô ví dụ như 25 20 mét vuông mà cả em đếm cỏ thì hơi khó. Đếm cỏ đến bao giờ cho là xong đúng các em, có đếm được không đấy, chứ đừng có đếm mang ra và đếm hết ô một 10 nhân 10 mét vuông đếm cỏ thì không có được, kêu thầy ra kêu sao thầy xuống đây thầy đếm. À, thì thầy không có làm được. À, cho nên cả đếm những cái lớn ấy, thì đếm hết. À, những cây gỗ cây bụi thì đếm bình thường hết trong cái tổng số là cái ô cả em lập ra. À, giả sử như là 10 nhân 10 mét vuông đó đến hết. Còn cái dạng cỏ thì sao, cá thể cỏ tính như nào? Cỏ thì được tính là một cụm là một cá thể, các em
đấy, cùng ở đấy là dính nhau đó, cùng chung một góc là cùng, có thể một bùi lớn nhưng mà nó cứ tách tách ra góc thì có thể tách ra ta điểm được. Nhưng mà ta không đếm hết cái ô 10 10 vậy, đếm cũng chẳng bao giờ xong. Đấy. Nhưng mà ta chia ra thành ô nhỏ. Nghĩa là chia ra thành 5 ô nhỏ trong đó. 4 ô 4 góc, một ô ở giữa. Đấy. Và cái ô nhỏ đó là từ 0,5 cho đến 1 mét vuông. Thì thôi cả em đếm 0,5 mét vuông thôi. Được, nó tùy theo thực tế, nó thưa hay dài hơn, có nhiều hơi ít thì chúng ta bố trí tối thiểu là 1 mét vuông, nhưng mà thôi chẳng em này ta điểm 0,5 mét vuông, sau đó ta nhân ngược lên đấy. Đấy, nhân lên toàn bộ cái đó thì nó ra số lượng cá thể và rắc vào công thức của nó đấy, đó là số loài là s trừ một chia cho log n thì nó ra chỉ số đa dạng sinh học đấy, theo Bacalet thì đó là đánh giá đa dạng sinh học như vậy. Thì bước lập ô thì thôi rảnh rỗi, nhưng bây giờ dịch tôi không có việc đi làm ha, học thì nếu thiếu giảm một xíu ha, cục ô cho nó bài bản hơn. Ô đấy là gì? Căng dây đó, kích thước dây đồng hoàng, rồi xong ta căng dây ra kéo vuông vắn đấy, đồng hoàng vắn đồng hoàng hiểu. Và ta đếm thôi, điểm sát đếm những cái cá thể mà nó ở sát mép trong của ô là được rồi. Đấy, thì thực ra có phương pháp ví dụ như từ trường hợp cỏ mà nó mọc ví dụ dính trên cái thành của giấy đấy, thì đếm như thế nào thì thôi các em cũng cần quan tâm cái đó, thì cứ đếm sao nó hợp lý là được, không hợp lý là được. Đếm bên trong cái ô đó và bên trong cái ô lớn đó thì ta chia ra những ô nhỏ, vậy ta đếm những cái ô nhỏ bên trong ô lớn. Và nếu mà cái vùng á, cái vùng đó mà ví dụ như là cái chỗ khi ta chọn ô á, thì ta chọn cái chỗ nó phù hợp, vì cái chỗ đó là có chỗ thảm thực vật nó dày, chỗ kia nó thưa, chỗ kia thì quá thưa, thì ta chọn cái điểm nào nó trung gian thôi, chứ đừng có chọn cái chỗ nó dày nhất đấy, thì chữ nó phản ánh. Còn chọn cái chỗ thưa cho dễ đếm thì như vậy thì nó cũng tốt. Em chọn cái chỗ nào mà nó đại diện, xem như là mang tính đại diện trong cái khu vực đó, ta lập một ô kéo căng dây đoàn hoàng, kể cả cái ô 1 mét hay 0,5 mét bên trong cũng vậy. Căng dây thẳng cho chính xác, tập làm phương pháp như thế. Và được, đó là bài cái thực tập thư về đa dạng, đánh giá chỉ số đa dạng sinh học. Nhà chỉ số đa dạng sinh học thì đó là cái 4 cái bài thực tập như thế, và các cái nhóm trưởng thì cũng như rồi có thể là phân công ra 2 3 nhóm nhỏ như đó, nhóm 2 3 nội dung và sau đó tập hợp lại. Đấy. Ngay cả cái bài tiến hóa cũng vậy, về hóa cũng vậy. Rồi thì bây giờ là đừng có làm từng cá nhân riêng rẽ, thống kê hết nhóm. Bây giờ cái nhóm mình có mấy những cái loài hoa gì, rồi, hoa gì nếu ra đây, rồi bàn kia như vậy, rồi bắt đầu ta kết hợp lại. Ví dụ một bàn thu thập được 2 loài hoa hay là 3 loài hoa chỉ ở cái vùng đó, ở cái vùng đó thôi, chứ không thu thập lúng túng như cả em, không nên lấy thông tin. Mục đích là ví dụ như ở vùng bạn đang sống mà nhìn thấy 3 cái hoa thì bạn nêu 3 cái hoa thôi, bạn đừng có nêu thêm hoa hồng hoa huệ cho mệt. Chủ yếu cái nhóm mà ở trong tồn tại trong tự nhiên thôi ha. Rồi, nhóm trồng nhóm đồ thì có thể nó bỏ qua hoặc thể dùng cũng được, nhưng mà đặc trưng cho mình thôi để đấy ở trong tự nhiên. Rồi cái bàn khác là có 1 loài thôi nhưng mà nó không có trong những cái nhóm khác, không có bạn nào có cái loại đó thì đưa vào, ta so sánh với chứng minh luôn thì nó tốt hơn. Đây là phương pháp như vậy. Thì trong cái thời gian nghỉ ngơi ở nhà thì các em tôi cố gắng hoàn thành những cái bài tập mà thầy cho đây, đây là một cái thú vị đấy, một cái thú vị. Có thể có em nhỏ nó học cấp 2, cấp 3 gì đó, 9, lớp 10 gì đó, đam mê kiểu kéo nó theo cùng thôi. Mình cũng bày nó giống như làm cô giáo hay làm thầy thầy hướng dẫn như đó, thầy kéo ô như này, đếm như này, là vui luôn, đúng không? Vừa học vừa chơi. Đấy thì đó là những cái bài thực hành. Thầy hỏi lại các nhóm trưởng ạ, các nhóm trưởng có cái vấn đề gì chưa hiểu không ạ, có gì khó khăn để triển khai cái thực tập không ạ? Nhóm một ạ, có ý kiến gì không ạ? Nhóm 2 à?
Dạ. À, dạ thầy ơi, cái thực tập này là mình có làm báo cáo để nộp lại không ạ thầy? Với lại là Có luôn thời gian mình báo bắt đầu cáo, làm. báo cáo nộp kèm theo cái bài thi cuối khóa. Thế khi nào có lịch Dạ. thi công bố rồi thầy sẽ nhắc nhở các lớp phải nộp báo cáo. Về cái nội dung có gì chưa rõ không, chưa có gì khó khăn trong vấn đề thực hiện không? Dạ có thầy, tại vì một số bạn ấy là cái này là mỗi cá nhân đều làm hả thầy, hay là một nhóm làm một chung một bài thực tập hả thầy? Báo cáo thì báo cáo thì ấy chứ, bây giờ thì cái này là mình chia sẻ theo cái nhóm chứ, các Dạ cái vậy nhóm là chứ, phân công. Ví dụ trong nhóm nó bạn đâu phân thanh thì một bạn ví dụ như nhiệm vụ là điểm thống kê lên, rồi bạn kia phân tích đa dạng sinh học vân vân đấy, hoặc có thể ở gần nhau thì có thể trao đổi qua trao đổi lại để ấy. Còn cái khu vực chọn thì có thể chọn trong cái nhóm đó bạn nào có khu vực tốt tốt thì mình chọn được, dạ làm theo nhóm đúng không hoặc thầy? và Dạ vâng. có thể là tất cả con cá nhân thì có thích thì tập hợp ra thực hành, xong rồi cá nhân là phải thực hành, báo cáo thì được theo nhóm đấy, nhưng mà cá nhân là phải thực hành từng cái bài như vậy để nhóm thống kê lại. Đấy, cho nhóm mình triển khai sao được đấy. Dùng cá nhân lập một cái ô nhỏ nhỏ gì đó 10 mét gì đó thì vùng này vùng kia, xong rồi nhóm tập hợp lại là nộp kèm thôi, gửi cái nhóm trưởng những cái bài đó, gửi cho nhóm trưởng để nó có sự so so sánh trong nhóm sao cái chỗ này nó có đa dạng hơn chỗ kia đấy, là tốt. 10 năm 3 nhóm 4 à, Tú à. Dạ thầy, thầy em có một số ý kiến đó thầy. Tại vì dạo này dịch bệnh dưới chỗ em nó cũng khá là căng thẳng đó thầy, có ca liên tục. Bây giờ em ra đường làm cái này thì cũng sợ là sẽ hơi khó khăn. Với lại tuần sau thì cũng bắt đầu là có lịch thi rồi thầy. Mà lịch thi thì trải dài, mà nếu bây giờ làm cái này thì em sợ nó không kịp với thầy. Có Với thể lại có một là số bạn bị Covid nữa, mấy bạn cũng đâu không có ra ngoài đường để mà làm được đó thầy. làm được cái trong sân gì đó, nhưng mà thôi bây giờ như này các em có thể phải làm nhưng mà phải nộp sau khi thi cũng được, thì ý tú thế nào? Dạ em chỉ muốn là có thêm thời gian để mà làm thôi, chứ em sợ nếu mà thi thì Vậy các bạn bây không có giờ thời gian tập trung ôn tập được. rồi bây giờ có thể làm nhưng mà báo cáo có thể nộp sau khi thi cũng được đấy. Thì theo em là có hợp lý không? Dạ được thầy, nếu có thời gian thêm thì hợp lý. Rồi nói chung là cũng thì thực ra cái này thì được tình hình chung, thì ví dụ trong nhóm á, mà ví dụ như một số trường hợp như cái bạn Tú đấy, trong nhóm mà bạn nào mình nói chung là cái đang cách ly nó khó khăn thì cả em cũng nên ra ngoài, nhưng mà cái vùng nào thì nó một số bạn khác thì nó có thể điều kiện được trong nhóm đó thì thực hành, và có thể là mình qua cái trao đổi hình ảnh rồi đưa cái hình ảnh lập ô đồ lên báo cáo rồi lên chia sẻ trên nhóm thì các bạn thảo luận, thì nó cũng là một cái phương pháp. Đúng ha, thì em được thì em phân công, ví dụ em khó khăn thì phân công cho người khác làm. Đấy, trong những cái nội dung đấy thì nó cũng phương pháp theo thầy nghĩ là tốt rồi. Thôi ta thống nhất là cái điều kiện nó gấp như vậy thì ta sẽ thực hành nhưng mà nộp sau khi thi ha. Cảm ơn bạn Tú đã có ý kiến, cả em phải có ý kiến thầy mới hiểu được chứ. Mời nhóm 5, mời Cẩm Vân à. Dạ thầy ơi, em nhầm bộ nó thầy. Dạ thầy cho em hỏi là kiểu như như thầy nói là sau khi thi là cụ thể là thời gian nào sẽ nộp á thầy? Với lại là nếu nộp bài này là nhóm trưởng nộp hay là mỗi người đều nộp ạ? Tập hợp cho nhóm trưởng nộp. Đấy, cái kết quả của các thành viên thì cứ nhóm trưởng tập hợp lại thôi. Thì mà bạn nào có thể làm được, và ví dụ trong nhóm mà một số bạn vì điều kiện không không vào được thì mình có danh sách đó, ví dụ như thì nhỏ em có 10 bạn bây giờ là cái bài riêng cái bài một về tiếng hóa thì các cái bạn là tập hợp lại những cái đó đấy, xong rồi qua cái trao đổi nhóm như phân tích là em làm một cái báo cáo
là quan trọng trường hợp. Cái bài thứ hai về đa dạng di truyền đấy, thì cũng tập hợp lại như vậy, tập hợp lại như vậy và gửi trực tiếp luôn. Ví dụ ở đây là chúng mà trong cái vùng khác nhau, còn nếu hai ba bạn mà ở chung một vùng hay là một cái đối tượng nào đó thì bổ sung. Ví dụ như bạn nào cũng đa dạng về cái mà tốt nhất á, tốt nhất là theo thầy là ví dụ như cái bài thứ hai á là mình đa dạng về một cái giống nào đó thì là chung cho cả nhóm đấy. Ví dụ mình đa dạng di truyền về gà là mình phân công cho các nhóm làm gà, thì trong cái gà đó thì ví dụ như bạn vẫn thu được hai loài thì bạn kia là miêu tả thêm được loài bạn nói loài thì mình tổng hợp lại là mình báo cáo luôn một nhóm đấy. Thì là bài tiến hóa đó. Đầu tiên là mình cũng làm như vậy, tổng hợp hết các đặc trưng ví dụ về hoa đi. Thì các em nhóm trưởng sẽ tập hợp các cái loài hoa mà các nhóm đã đưa ra quan sát thấy ở từng từng bộ phận như vậy, bắt đầu lập cái chứng minh cái quá trình tiến hóa của nó và nộp một bài theo nhóm. Cái bài thứ hai cũng như vậy, bài thứ hai đa dạng di truyền như vậy. Ví dụ đây đa dạng di truyền của một cái giống gì đó, giống bơ chẳng hạn, thì cũng các nơi có cái giống gì thì trong cái nhóm nêu ra và tập hợp lại, thì giáo trưởng gửi một cái báo cáo như vậy. Nhóm thứ cái bài thứ ba về khu vực hệ sinh thái và nêu ý nghĩa, thì cái này thì cũng theo thầy thôi, nộp theo nhóm luôn, cũng tập hợp lại. Đầu tiên là tập hợp lại các cái hệ sinh thái có ở cái vùng đó, và trong cái nhóm đó mình làm một cái bài chung, mặc dù nó khác khác nhau nhưng mà ý nghĩa từng cái vùng. Và cái nào nó có trùng rồi thì thôi, và cái nào nó đó mà không có thì mình bổ sung thêm. Tất nhiên những cái trùng á mà khi trình bày nguyên nhân thì mình bổ sung, mình cũng nói rõ luôn là trong cái hệ sinh thái đó là có cái vùng nào thì theo cái nhóm của em. Ví dụ như hệ sinh thái đó nó nằm có cả ba cái vùng mà nó có một đặc trưng chung như vậy thì miêu tả chung, và cái ý nghĩa thì mình cũng nêu chung chung cho nó ba cái vùng đó, cũng nộp một cái. Còn riêng cái bài thứ tư thì các em sẽ làm từng ô, thì em nào làm được thì nên làm hết và đánh giá ở đó, và tập hợp lại một cái bảng để kèm để đưa cho nhóm trưởng nộp thôi, nhóm trưởng cần phải chỉnh sửa hết. Là gửi bài qua cho em rồi. Cẩm Vân có gì thêm ở trong di đời chứ ạ? Dạ thưa thầy, dạ, em ở nhóm 4 thầy. Dạ tụi em có thể xin thầy thêm một file Word về phần nội dung thực hành được không thầy? Tay vượt Dạ. rồi đi chưa rõ Dạ đúng rồi hả? ạ, dạ em cho Cần em. cần tay vượt đó, cần những cái gì, cần cái phương pháp cụ thể đúng không, từng cái Dạ bước một về làm nội hết dung và phương pháp đó thầy. nội dung phương pháp như đó. Rồi thầy sẽ rồi thầy sẽ chuyển cho các anh nhóm trưởng một cái file cái công việc cụ thể ha, Dạ em cảm ơn ạ. làm như thế nào, triển khai như thế nào để cho các em thuận lợi đúng không. Rồi thầy sẽ chia sẻ cho Duy, nhưng mà chắc là buổi sau nha. Nhưng việc bởi nhóm 5 nhóm 6 Dạ thầy ơi, em muốn xin bản ghi hôm nay á thầy. Tại vì mạng trục trặc á thầy, nên là tụi em cũng không nghe rõ thầy dặn cái gì á. bạn ghi hả? Dạ. Ghi rồi để là thầy nói thầy tiếng chia sẻ Dạ thầy ơi, rồi với lại cho em hỏi là làm bài tiểu luận đó thầy, là mình làm trong 90 phút hay là làm 3 ngày giống học kỳ trước ạ? không 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 làm một cái thời gian nhất định, có thể là dài dài nhưng mà nộp thì trong cái thời hạn đó, còn làm thì các em đã làm bài tiểu luận thì đến hôm nào đó thì phải cho cả em thời gian dài Dạ, chứ, tại ba vì năm ngày gì đó không còn phải thi tiểu luận trong 90 phút, là nên là em tính. làm bài tiểu luận nộp thì cả em cứ làm thoải mái đến khi nào xong mình nộp. Và Dạ. thời gian của nó thì để cái lịch thi cụ thể thì thầy sẽ thông báo sau, được chưa, Dạ. chứ không phải Dạ. là thi gần 90 phút rồi vào thi vậy mất công lực, em rất mạng mức độ mạng trục trặc mất công. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Nhóm khác à, thôi có thầy sẽ thông báo. Ừ. Rồi, thầy hiểu. Rồi, để thầy ghi những cái này đây để mình thầy con.
Rồi, mời các nhóm khác ạ. Dạ thầy ơi, cái phần thứ nhất đó là mình làm rễ thân lá hoa Ừ. hay là mình có bỏ phần rễ không thầy, hay là mình chỉ làm phần trên thôi thầy, ý em là Không, 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 một đặc điểm đó thì chứng ăn. Ví dụ em làm về lá là em làm về lá thôi. dạ em hiểu rồi ạ. Rễ là làm về cái rễ khác nhau thôi, thân là cũng vậy, cành gì đó, lá hoa cũng thế đấy, cho mình cũng thể làm một cái đối tượng như vậy. Làm về hoa thì mình chỉ có đó là hoa thôi, hoa cái gì đó, hoa cái A, cái B, cái C gì đó, mà mình tập hợp lại hết rồi mình chứng minh cái hoa là hoa nào, nó tiến hóa hơn cái hoa nào thôi đấy. Lá tương tự như vậy, tập hợp các loại lá chứng minh như thế thôi, một 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 đặc điểm thôi. Rồi mời các nhóm khác ạ. Nếu mà có ý kiến gì chúng ta nghỉ tại đây ạ. Muốn là kết thúc và có gì thì trong cái ngày mai ta chiều mai ta học cái đa dạng tài nguyên vi sinh vật và nấm thì ta có thể là hỏi tiếp được ạ. Cảm ơn ạ. Dạ thầy ơi, em có cái nghề là cho làm bài 1, bài 2 trước được không thầy? Còn bài 3, bài 4 là khi nào đi tập trung rồi mới làm được không thầy? Nào, cho làm bài một bài hai trước. Dạ, tại vì em thấy bài 3, bài 4 là về hệ sinh thái với lại cái lập ố này là em nghĩ đi tập trung mới làm được, chứ một bạn ở một nơi lại có bạn trong khu cách ly nữa nó không khả thi lắm đó thầy. Ok, làm lượt bài một bài hai trước ha. Rồi những cái bài đó thì trẻ rồi. Dạ, về tiến hóa là theo em thấy lịch thi là ngày mùng 10 thì thầy, vậy cái bài này là sau một tuần hay là bao nhiêu ngày là sẽ nộp thầy? Cho sau tuần đi. Thầy ơi, thời gian ra thử nữa được không thầy? Tại quá tuần là tụi em bắt đầu thi rồi thầy, mà trong khi đó Hai là vừa giờ hả? ốm vừa thi luôn rồi, rồi còn thực hành Cho hai nữa. tuần. Cho hai tuần. Được không? Được không? Cảm ơn. Hay làm dài nữa. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Ừ không, cái này thực ra nó cũng khó đó các em. Em nói về một số bạn cách ly thôi, bạn nào cách ly thôi cũng làm, nhưng mà bạn nào làm được thì cũng nên làm bài mình làm thử nghiệm thôi, bài 4 để mình biết, để con tập trung lên thì ta sẽ thực tập sau. Ví dụ đơn giản, ví dụ ở cầm vấn thì có thể khó thì thôi, nhưng mà ví dụ một số bạn nào đó ở cái vùng nào đó nó có cái khu vực một cái vài đầm lầy gì đó, thì một vài cái hồ gì đó, thì mình nếu thôi, mặc dù ở đây ví dụ đa dạng hệ sinh thái, bây giờ cái chỗ của em có cái hệ sinh thái nó trước mặt, nó có cái đập nước đó. Chủ yếu được hiện tại là chỉ có cái khu đập nước thôi, chứ không tạo một số đặc điểm xong gì đó. Rồi nguyên nhân ở đó là nó tốt cho cái gì, ý nghĩa của nó có gì, ý nghĩa của nó về mùa mưa vân vân, là các chim là tới đây nó ăn ở, nó cứ trú cái gì, các loài chim ở đây cũng đây là sinh học đơn giản, nó có gì đâu rồi. Tôi mời Trần Ngọc Thị Tiên à. Cái đó hả, là bất cứ cái chỗ nào mà em có thể nơi em được, nghĩa là nơi em sống á, nơi gần nhất. Được, càng tốt, không cần cái giới hạn là khu đó mà mình lập một cái ô thôi, mà nghiên cứu về trong một cái hàng, ví dụ như cả cái nhỏ bé ở Đà Lạt hết, thì bây giờ mình chịu làm Đà Lạt cái làm ở đâu, đúng không, hình dung không? Tôi cảm ơn đúng không, tiêu tiêu mời Vũ Thị Phương à. Dạ thầy ơi, cũng cái bài đó luôn thầy. Bây giờ nếu mà không có đất rồi sao mà kẻ ô thầy đến cây được thầy? Trời ơi, chỗ em có thì thôi, em cũng có làm trong nhóm em, chỗ nào bạn nào có thì phân công cho bạn đó. Dạ, em sợ cả nhóm không có luôn quá. Em hiểu mà. Cả nhóm có mà bây giờ đang dịch, với cả nhóm có, nếu mà vùng dịch thì, nhưng mà có cái bà cũng có bạn là không có vùng dịch thì mình chọn một ô gần đó. Làm gì cái em ở Đơn Dương mà Dạ em ở Đà Lạt nhưng mà cái xung quanh cái khu của em nó không có đất thầy. Mà nếu đi ơi, xa thì cái đâu chạy phải là xuống đây mình con đâu đang có. nó dẫn dẫn bồ xuống đây con đang chơi, nó làm ô
được không Nhưng Hương? mà người ta không cho thầy. Em À chỉ sợ như thầy thôi thầy. anh cho chúng tôi rừng thông nào đó mình làm ô kẹo là mình làm cho anh cho Thi rồi thầy, thầy bắt tụi em vô rừng thông. vào vườn người ta là được. Được làm gì mà căng thẳng thế. Ôi, mình đi ra ngoài đâu đó các cái địa điểm ở nào đó rồi nhỏ nhỏ hay cái bể cỏ nào đó được trống là cái khu cái vườn gì đó một cái bãi hoang nào đó nó nhiều mà nhiều họ đi với số con khi tôi bảo thôi mà thi cử thì thi thôi rồi cũng không sao cái đó thì nói chung là thực tập thì cũng không không có ép cả em đến cái mức mà bắt buộc là phải thực tập để ảnh hưởng những cái việc khác của các em đấy nhưng mà theo thầy là nên thực tập để cho chúng ta biết phương pháp chứ cũng thế ép các em bây giờ là đến cái giai đoạn mà bắt đầu chuẩn bị thi cử như này mà các em thực tập mất thời gian thì hơn những cái đó là hợp lý người ta sẽ ở phương án xử lý thì cũng không lo lắng những cái việc đó hết đừng có lo lắng nhiều nhưng mà cố gắng là được cố gắng ta có thể bố trí thu xếp được thì ta thực hiện còn nó có khó khăn quá thì cứ báo cáo với thầy cái thầy cũng ép các em là bắt buộc phải thực tập để ảnh hưởng đến cái việc mà làm bài tiểu luận các học phần khác đó cho nên yên tâm với Phương. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Rồi mời các bạn khác Dạ thầy ơi, về tiểu luận là tiểu luận nhóm hay là tiểu luận cá nhân vậy thầy? tiểu luận đó là bài cá nhân chủ đề viết theo từng cá nhân nhưng không có nhóm. Dạ vâng em cảm ơn thầy ạ. Và cái chủ đề thì để chắc ngày chắc trong ngày mai thì thầy có thể là cho cả em chủ đề luôn và học cái môn kia thầy cho cả em chủ đề luôn để các em chủ động hơn. Dạ thầy ơi, dạ cái bài này á là mình sẽ tập hợp bài của các thành viên xong rồi sẽ nộp kèm với lại cái bài mà mình thi học phần này hả thầy? Hay là Nộp sau đó 15 ngày dạ theo Cẩm Vân đề xuất là vì thời gian này nên các em nộp sau cái bài thi 15 ngày cho nên có thể thi xong mà chúng ta mới thực tập cũng được không sao nhưng mà chưa rồi các nhóm khác là có ý kiến gì không ạ? Trước khi kết thúc cái phần này thầy hỏi ý là chiều mai ta gặp cái làm cái tiếp tục cái học phần tài nguyên vi sinh vật và nấm ấy cả rồi các cái nhóm nếu mà bạn nó còn đấy cả cái nhóm nào có khó khăn gì trong cái việc chuẩn bị mấy cái chủ đề của tài nguyên vi sinh vật và nấm không ạ? Rồi nếu có gì chúng ta nghỉ ha mai học cái môn đó xong rồi thầy cho cả em chủ đề luôn ha. Cái lớp cả lớp có ai có ý kiến gì được không ạ? Dạ chắc là không đâu ạ. Có gì tụi em ý kiến Khổ thì mai tụi em nói tiếp thầy. rồi nếu không chào các em ạ rồi.